tôi tên là Michelle Đinh. Tôi đang chăm sóc bố, ông bố tôi. Dạ, được chăm sóc bố từ mười mấy năm nay rồi, nhưng mà mới vào chương trình hospice ấy, thì được hơn 2 năm nay. Dạ, tổng cộng là chắc 14-15 năm. Nhưng mà cái thời gian về sau này á, hơi khó khăn chút là sau khi ông bố tôi bị nặng quá đó, năm nay ông cụ 97 tuổi đó, thì chăm sóc được hơn 2 năm tại nhà mình. Thì chăm sóc ông cụ đó, sau khi mà ông cụ chở bệnh nặng quá, thì mình cũng có gặp nhiều khó khăn. Tại vì gia đình mình có 3 chị em, nhưng mà 2 người em đi làm hãng á, nên không có thời gian dành cho bố nhiều. Chỉ cuối tuần á, thì bố em trai với em gái mình á, thì sang. Còn bình thường á, thì mình phải chăm sóc coi như là 23/24 luôn. Tại vì bố mà mình bị trở ngại cái việc thở đó, nhiều khi mà nghe cụ mà khó thở, khò khè gì, hoặc không lên tiếng, mà nghe được tiếng động là mình phải chạy ra rồi. Thì chăm sóc người bệnh mà nói là thích thú đó, thì thực sự là không có thích thú, nhưng mà mình bị bổn phận mà mình phải chăm sóc bố mình, phải chăm sóc đó. Thì đôi khi biết người lớn tuổi mà bệnh á, có nhiều cái trở ngại đó, cũng nhiều khi giận hờn, rồi nhiều khi mắng cụ lấy la thì thế. Nhưng mà sau khi là mình suy nghĩ lại, mình nghĩ là đa hỏi thăm nhiều bè bạn á, đa số các người bệnh mà lớn tuổi á, thì cũng hay la hay mắng này kia đó, nhưng mà dấu gì nữa thì cũng là bố mình á. Thì thôi, mình cũng vui vẻ là phải lo chăm sóc cho cụ đến khi về già thôi. Tôi được biết cái chương trình của ở trung tâm mà chăm sóc cho những người mà chăm sóc mấy người về có bệnh á, thì kia đó, thì qua những người worker họ đến nhà thăm á, thì họ có giới thiệu cho biết cái chương trình này, với lại gặp mấy người quen họ cũng tham gia vào á, thì mình được biết cái tham gia cái chương trình này, nên thường xuyên một tháng 2 lần mình được họp qua, vì Covid á, nên họp qua Zoom, thì được biết các cô với cô Pauline, cô Hanna, rồi cô Thanh Hà, rồi cô Tâm, với lại chú Peter qua chương trình này. Mình cũng được học hỏi qua những các mặt đàn phải và đàn chị đó. Nói so với mình á, mình chỉ có biết sơ sơ thôi, nhưng mà học hỏi qua các chị nên mình cảm thấy là những cái lần học Zoom rồi được các chị chia sẻ lại đó, là mình cũng được, cũng như mình học hỏi qua những vậy á, thì mình cố, coi như mình phải cố gắng mình làm theo. Như trước mình cứ nản á, mình nhiều khi buồn nản quá thì không có đấy, nhưng mà mình thấy các chị chăm sóc mà rất là kinh nghiệm đó, là mình phải học hỏi nhiều hơn để mình lo cho ông cụ được thêm từ phần nào hay phần đó. Mình cũng phải tự mình cố gắng hơn. Thứ nhất là cho bản thân mình á, là mình phải lo cho bản thân mình trước á, có khỏe thì mới lo được cho ông cụ đó. Thành ra mình cũng buổi sáng mình dậy mình cố gắng mình phải ráng tập thể dục một chút, rồi với lại điều chỉnh lại cái đời sống mình á, đó, về ăn uống. Tại cũng mình cũng ăn uống thật là ăn hơi lố, nên phải điều chỉnh sức khỏe lại để mình cố gắng mình lo cho ông cụ được. Thì ước nguyện là mà mình học hỏi qua những cái lần mà họp Zoom á, được các anh chị chia sẻ, thì mình cố gắng mình sẽ làm cái gì được hơn. Tại vì biết mấy người bệnh á,
là 10 cái bệnh thì mệt bị mệt mỏi rồi á, hay buồn phiền hay cáu kỉnh á, hồi đó mình cố gắng mình ráng làm cái gì cho vui tươi cho ông cụ nhà mình á, thì làm cho nó được sự tốt đẹp hơn. Thì trước nhất đó là mình ước nguyện đó, mình chăm sóc ông bố mình á, thì cũng muốn coi như sống được thêm một thời gian nữa đó, mà mình cố gắng là mình chăm lo cho ông cụ á được. Nếu mà mình đặt là mà nếu là người bệnh á mà mình giúp cho họ sống thấy thoải mái vui tươi, rồi mình cũng cố gắng mình làm được thêm một cái gì mà tốt đẹp cho người bệnh đó, thì ông cụ mình cũng như mà mấy người ta nói mà vào chương trình hospice này á, vài ba tháng là cụ đi thôi, nhưng mà tính này là hơn 2 năm rồi. Dạ thì cũng cầu xin ngày nào mà trời Phật tiếp chấn cho ông cụ đi thì nào đi, rồi còn bản thân mình á, mình cố gắng mình làm điều tốt đẹp hơn đó. Rồi em út rồi cuối tuần rồi lại chơi con cháu đến cho ông cụ vui vẻ. Dạ thì ông cụ cũng mình cảm thấy mình giúp được cho ông cụ vậy á, thì cũng là điều mai sau ông cụ đi là ông cũng mãn nguyện ông cụ đi. Dạ không có gì mà hối tiếc vì cái tuổi ông cụ lớn quá rồi, năm nay cụ đã 97 rồi. À mình cũng có những cái không có giỏi lắm, nhưng mà mình có những cái lời mình chia sẻ với tất cả với các anh chị nào mà cũng có người thân ấy, thì nếu mà rất là may mắn là mình được biết qua cái chương trình Caregiver này đó, rồi mình được chia sẻ, được học hỏi thêm, thì cũng cầu chúc những mình quý vị nào khó khăn gặp khó khăn á, mình nên liên lạc với chương trình của Caregiver Resort nè, Center này. Cũng cảm ơn Pauline, Hana, cô Thanh Hà nè, rồi cô Tâm với PR đó đã góp giúp cho nhiều tất cả chúng tôi được biết cái chương trình này. Rồi thỉnh thoảng rất là may mắn là vừa rồi chúng tôi được đi chơi, được tổ chức chương trình này cho đi chơi ở đâu được đây, xin lỗi, Newport Beach rồi, cho một bữa ăn rất là ngon. Rồi trên đường về trên xe bus á, các có chị Thuận này, các chị á rồi tổ chức văn nghệ bỏ túi nhưng mà rất là vui, chúng tôi rất cảm thấy thoải mái đó. Thì ra cũng khuyên có lời khuyên là theo như bản thân mình á, được đi chơi ngày đó thật là wonderful, rất là cảm ơn ạ.